Di Động Channel, một sản phẩm của báo Di Động Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, Di Động sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách vẽ rất ngộ nghĩnh, đó là vẽ từ số 8. Xem chúng ta có thể vẽ những gì từ số 8 nào. Cùng bắt đầu với một chú chó đáng yêu nha. Thú cưng cúng yêu. Đầu tiên, chúng ta sẽ vẽ số 8 với một hình tròn nhỏ ở phía trên và hình tròn to ở phía dưới. Hình tròn nhỏ sẽ làm đầu, còn hình tròn lớn sẽ là thân mình của chú cún. Chúng ta có thể sử dụng đáy ly nè, nắp chai nè, tất cả những vật dụng có hình tròn để vẽ. Bạn cũng có thể dùng cây thước có nhiều hình tròn để vẽ cho đẹp hơn. Tiếp theo, ta sẽ vẽ hai tay cho cún cưng. Vẽ hai tay cún như hai trái cà tím vểnh ra hai bên bạn ha. Sau đó, bạn vẽ một đường cong phía dưới đầu làm phần mõm chó, một hình tam giác ngược làm mũi. Thêm một đường cong làm cái miệng, cái lưỡi nhỏ nhỏ ở phía dưới. Bây giờ mình sẽ vẽ hai con mắt thật to ở phía trên. Bạn thích cún đang ở tư thế nào nè? Ngồi, đứng hay chạy nhảy, múa? Ngồi nha. Ta vẽ hai chân trước ở phía trước, hai chân sau thì ở hai bên hình tròn. Thêm chiếc đuôi nào. Xóa các nét dư. Bây giờ chúng ta sẽ tô màu cho cún cưng thật đẹp nha. Bạn hãy chọn một màu mà mình yêu thích với 3 tông màu đậm nhạt khác nhau. Ta tô màu đậm trước, tô màu nhạt sau. Tô hai tay màu đậm hơn thân mình. Cuối cùng, ta đồ nét lại để chú cún trông rõ nét hơn. Xong rồi, dẫn cún yêu về nhà thôi. Không chỉ là một bức tranh, bạn có thể ứng dụng cún yêu ở khắp nơi. Cắt rời làm thiệp nổi, dán lên que kem để làm đồ đánh dấu sách, làm rối que để đóng kịch hay ép nhựa cứng làm đồ treo móc khóa. Cùng đón xem kỳ sau, chúng ta sẽ vẽ bạn thú nào từ số 8 nha. Tạm biệt! Bạn hãy chọn một màu mà mình yêu thích với 3 tông màu đậm nhạt khác nhau. Ta tô màu đậm trước, màu nhạt sau. Cuối cùng, ta đồ nét lại để chú bò trông rõ nét hơn.